Chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Đăng Cang Computer. Và như tiêu đề của video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nói về vấn đề đó là nghẽn cổ trang. Khi mà những cái bộ PC hiện nay đã được nâng cấp lên một cấu hình rất là mạnh và rất là khủng rồi, nhưng mà tại sao vẫn xảy ra hiện tượng lag giật? Khi mà hiện tại đi đâu tôi cũng nhìn thấy game đang chơi mà bị lag. Mày bị nghẽn cổ trang rồi. Đang chơi mà bị tụt FPS, mày bị nghẽn cổ trang rồi. Thậm chí là có những người đang ngồi chơi đề chế lag cùng bắn không chuẩn cũng mày bị nghẽn cổ trang rồi. Vậy thì thực sự cái hiện tượng nghẽn cổ trang là hiện tượng nào? Để cho các bạn hiểu rõ hơn thì hôm nay hãy cùng tôi đi tìm hiểu xem rằng là nghẽn cổ trang là gì và tại sao lại gây ra hiện tượng nghẽn cổ trang và biểu hiện của nó như thế nào. Let's go. Vậy thì nghẽn cổ trang là gì và định nghĩa của nó như thế nào? Thì nghẽn cổ trang nghĩa là một bộ phận của máy tính làm việc không tốt và không theo kịp các bộ phận khác, tạo ra một nút thắt và khiến các thành phần khác trong máy tính hoạt động không tốt và giảm hiệu suất hoạt động của cả một bộ PC của các bạn đi. Và vì thế các bạn nên đừng vứt nó đi. Và vì thế thì các bạn nên làm thế nào để giải quyết được vấn đề này và tại sao xảy ra hiện tượng đó và biểu hiện của cái việc nghẽn cổ trang như nào để tránh trường hợp nhầm lẫn thì có thể hiểu đơn giản rằng như này. Tôi đã thấy rất nhiều trường hợp chơi game mà kết luận do cái cổ trai mặc dù chưa hiểu cái cổ trai là cái con khỉ gì. Cái cổ trai chỉ là khi mà ở những thời điểm gần đây khi mà VGA cả màn hình và con chip của bạn nó không tương xứng, nghĩa là nó có cạnh với nhau. Một con VGA làm việc rất là tốt, một con chip thì không ạ, con VGA làm việc tốt nó đúng. Con chip thì đang làm việc hết công suất 100% hiệu suất, còn con VGA thì đang ngồi uống trà đá và làm việc hết 100% công suất. Thì đấy chính là lý do mà tạo ra hiện tượng nghẽn cổ trai. Vấn đề nghẽn cổ trai hiện tại tại thời điểm này thường xảy ra khi mà con VGA của các bạn quá mạnh, còn con chip của các bạn thì không được như thế, bởi vì giá thành của con chip bây giờ hiện tại thì đang khá là rẻ so với VGA nên hiện tượng nghẽn cổ trai hiện tại xảy ra khá là nhiều. Còn một số trường hợp khác tôi gặp thì bị nghẽn cổ trai cứ quy kết thẳng ra là do CPU, mặc dù con CPU của ông có thể dùng đến con i5 đời 8 hay thậm chí là i7 7700K vẫn cứ kêu nghẽn cổ trai. Ông dùng Pentium 2x4 luồng vào nghẽn cổ trai không nghe được. Nên ông dùng những con chip rất là cao cấp ông vẫn kêu nghẽn cổ trai. Chứ không hẳn là như vậy. Khi mà ví dụ có những game mà ông chơi tích hợp không tốt, nó không cho ông dùng nhiều luồng. Ví dụ như StarCraft 2, ông muốn làm nào làm nó cũng chỉ cho ông dùng đến 2x thôi. Thế thì cái hiện tượng nghẽn cổ trai nó là do không phải do con CPU không phải là không tốt, mà do chính cái trò chơi của các ông đang chơi là nó đã không tối ưu hóa được rồi. Vậy thì đến đây sẽ có nhiều bạn đặt ra một cái câu hỏi là thế tóm lại thì làm thế nào để cho tôi biết được rằng là máy của tôi đang bị nghẽn cổ trai? Tôi có một cái vấn đề, một cái phần mềm rất đơn giản cho các bạn. Các bạn chỉ cần download thôi. Đó chính là phần mềm MSI Afterburner. Khi download phần mềm này về, các bạn có thể theo dõi và hiển thị được mọi thông số hoạt động của máy tính, từ nhiệt độ của chip, của CPU, nhiệt độ của RAM và nó hoạt động bao nhiêu phần trăm, nó sẽ hiển thị lên màn hình. Và khi các ông chơi game, nó hiển thị lên. Ví dụ con chip của các ông nhìn thấy đang hoạt động ở cái mức 100%, 97 độ C, nghĩa là gần như kiểu là phát kiệt sức lao động ra. Xong ông ngó sang con cảm, ông thấy con cảm 1070 Ti của ông đang hoạt động với cái hiệu suất là 50% lại đang tâm hồn đang trong ngược cánh cây, còn lại là nó rơi vào tầm khoảng 40 độ 50 độ, thì nghĩa là thằng 1070 Ti cả nó đang đi uống trà đá, còn lại một mình thằng CPU đang làm việc rất là cần lực. Vậy thì tại sao lại xảy ra cái hiện tượng như vậy? Thì nói đến đây thì các bạn lại phải tìm hiểu kỹ hơn về chip và cả màn hình. Thì bản thân con chip các bạn có thể hiểu như là một bộ vi xử lý, một não bộ của chiếc PC của các bạn, và mọi thông tin thì đều được truyền tải qua nó. Và cái việc ba cái yếu tố quan trọng nhất của con chip đó là nhân, xung và luồng. Thì tạm thời bỏ qua ba yếu tố đấy mà các bạn có thể hiểu đơn giản hơn thì tôi nói sẽ hiểu hơn, là khi các bạn có một cái đồ họa của hình ảnh trên máy tính thì con chip này nó sẽ gây dựng lên bộ khung của cái đồ họa đấy. Ví dụ như là bạn vẽ người, bạn vẽ xương trước thì con chip này nó sẽ vẽ xương, còn cái card màn hình này nó sẽ vẽ tất cả mọi thứ, cơ bắp, da rẻ, mắt, mũi và tất cả những cái chi tiết xung quanh đấy. Mà con chip này nó vẽ chậm mà con card này nó vẽ nhanh.
thì điều đấy có nghĩa là con càng ngày nó cứ làm được một lúc thì nó lại ngồi chơi, còn con chip này thì còng lưng ra làm nó vẫn không theo kịp cái tốc độ vẽ của con càng ở đây này. Vì thế nó tạo ra hiện tượng nghẽ cổ chặt là do con chip này phải làm việc quá nhiều, con càng này cũng ngồi chả đá thôi. Khi mà các bạn nhìn thấy thông số ở trên phần mềm Era Tubuner mà các bạn nhìn thấy rằng là hai bộ phận nó hoạt động tương xứng, ví dụ như thằng này hoạt động 50%, thằng này hoạt động cũng 50% thì ok, nó không phải là bị nghẽn cổ chai. Và crop FPS thì một cái lý do là đấy, mà tôi chắc chắn là không phải bị nghẽn cổ chai. Mà nếu như bạn dùng con Pentium này mà dùng thêm con 1070 Ti thì các bạn sẽ nhận ra một cái vấn đề ở đây là khi các bạn chơi các game đồ họa mạnh ấy, thì các bạn nhận ra là con chip này của các bạn sẽ hoạt động còn khoảng 80-90%, còn nó cạc màn hình khoảng 40%. Thì chúc mừng các bạn bị nghẽn cổ chai đấy. Tại sao bị nghẽn cổ chai thì có lẽ là nói đây các bạn cũng hiểu hòm hòm rồi đúng không? Vậy thì chúng ta hãy cùng đi xem cái lựa chọn chip và lựa chọn cạc màn hình như thế nào để khắc phục được cái vấn đề đấy. Thì các bạn nên hiểu, có lẽ là nên hiểu rõ hơn về cái vấn đề chip hoạt động như thế nào. Thì hiểu đơn giản là cái não bộ của PC này, ba vấn đề quan trọng nhất của chip mà các bạn cần quan tâm đó là như tôi nói lúc đấy, là nâng, là luồng, là xung nhịp. Thì nói đơn giản, cái thông tin đưa qua chip nó sẽ được đưa vào tùy từng nhân, và mỗi nhân là một bộ vi xử lý khác nhau. Mỗi bộ vi xử lý đấy có nhiều luồng, vậy thì càng nhiều nhân, càng nhiều luồng thì tốc độ xử lý của CPU càng cao, tốc độ xử lý của chip đấy càng cao. Còn xung nhịp là gì? Xung nhịp là cái việc mà lượng thông tin đưa vào của các bạn nó là nhiều hay ít. Lượng thông tin đưa vào được càng nhiều thì xung nhịp của con chip đấy nó sẽ càng lớn. Nói lý do như vậy thì có lẽ là các bạn cũng đã hiểu được phần nào và biết nhận ra được một phần nào cách khắc phục rồi đúng không? Thì cách khắc phục tốt nhất ở đây chỉ có thể là các bạn nâng cấp máy thôi. Ví dụ con chip của bạn không tương xứng được với con cạc màn hình thì có hai cách. Một là tăng chip lên từ Pentium, các bạn có thể nâng lên i5 đời 8, A500, A400, hoặc là đơn giản hơn, đỡ tốn kém hơn, bán luôn con chip ra là dùng luôn số còn thấp hơn, ví dụ như là Pentium đi với 1050 hoặc 1050 Ti thôi, thì nó sẽ khắc phục được cái vấn đề của các bạn, đó là vấn đề bị nghẽn cổ chai. Hoặc là một cách đơn giản nhất, hãy đến với anh Khang và chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn. Và hiện tại thì chúng tôi nâng cấp thì có thể thanh toán bằng thẻ, thanh toán bằng tiền mặt và thanh toán trả góp, nhưng mà đặc biệt là không thanh toán bằng thận, nên là bạn bán cho bạn trước thì để đến chúng tôi luôn. Vậy nhá, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những video sau của anh Khang. Mong rằng sau video này các bạn có thể khắc phục được một hiện tượng nghẽn cổ chai rất hay gặp khi mà build những dàn PC khủng trong thời gian gần đây. Nhớ like và subscribe chúng tôi nhé.